chào mọi người, mình là Kim Dung từ Vita Perfume Nước Hoa Vita. Nếu bạn nào có thời gian dài theo dõi những video review nước hoa của mình thì hẳn biết mình là một fan của nốt trà ở trong nước hoa. Trà đen, trà xanh, trà mate, trà matcha đều là những loại trà mà mình đã review rất là nhiều ở trên kênh của mình. Và nhiều người biết đến mình bởi vì bộ sưu tập nước hoa mùa trà khá là dày đặc. Trong số những cái mùi trà mà mình sở hữu, có một số mùi trà mình rất là tâm đắc. Có chai Almond Jay, Ki, hơi thở của sự sống đến từ Almond Jay là cái mùi hương mà mình đặc biệt ưu ái, làm khá nhiều video cũng như là năng giới thiệu đến với mọi người nhất. Trà xanh ở trong nước hoa thì không giống như trà đen, bởi vì trà xanh nó mang đến cho mình một cái vẻ thanh thoát, tĩnh lặng. Cái mùi hương của nó êm dịu, nhưng hạn chế của nó chính là bám tỏa kém. Những mùi trà xanh mà bám tỏa kém nhưng mùi vẫn hay nha, ví dụ như là Trà Yulong đến từ Armani, Linote đến từ Anis Goto. Nhưng Ki được mình đánh giá cao bởi vì đây là một mùi trà xanh chân thật nhưng lại có độ bám tỏa rất là tốt. Ki đến từ Almond Jay thì có hai phiên bản Intensivo, nồng độ tinh dầu đậm đặc dung tích 50ml và bản Prefer ở trên tay mình có dung tích là 120ml. Đây được định dạng là một trong những chai nước hoa đắt giá cả về chất lượng lẫn giá thành của nhà hương Anh Quốc này, bởi vì Ki là một trong 4 chai nước hoa thuộc bộ sưu tập đặc biệt Four Corners of the Earth, tức là 4 góc thế giới, gồm 4 tác phẩm Ki, Nawab of Oud, Montabaco và Tsarina. Trong cộng đồng những người chơi nick tại Việt Nam thì rất nhiều người là tìm cách sở hữu cho đủ 4 phiên bản này. Nổi tiếng nhất ở Việt Nam thì có thể kể đến là mùi thuốc lá Montabaco, hiếm nhất Nawab of Oud, mùi trầm hương, và được lòng giới mộ địa nhất chính là Ki, hơi thở sự sống, mùi trà xanh cung đình làm cùng với hoa mộc tê Osmanthus và rêu sồi Osmot. Lớp bay nền với hoa mộc tê, trà mate và rêu sồi Osmot cộng với một tí xạ hương nữa làm cho Ki là mùi trà xanh chân thật nhưng lại có độ bám tỏa rất là tốt. Bạn nào mà có thời gian tìm hiểu về nhà nick Anh Quốc Almond Jay thì biết rằng đây là một cái nhà nick rất là đề cao sự chỉnh chu và tinh tế. Những mùi hương của Almond Jay thì không thử nghiệm trên động vật, không pha màu, sử dụng nguyên liệu tinh tuyển và đặc biệt là được pha chế hoàn toàn thủ công bằng tay ở phòng lab của họ đặt tại London. Hiện giờ ở Việt Nam thì có thể nói là Almond Jay là một cái nhà hương còn khá là low key. Do vậy nên là nếu mà bạn yêu thích cái kiểu làm mùi hương chỉnh chu, lịch lãm, đúng chuẩn Anh Quốc thì mình cam đoan là bạn rất là nên thử Almond Jay, một nhà hương rất là lâu đời đến từ Anh Quốc. Không sa đà vào câu chuyện với nhà hương Almond Jay nữa, tiêu điểm của chúng ta hôm nay chính là Ki, phiên bản mới đến từ Almond Jay, phiên bản Ki Intensivo 88ml. Trên tay mình là Ki ở phiên bản định dạng mới 88ml đến từ nhà hương Almond Jay. Cái dung tích này nghe có vẻ hơi mắc cười đúng không? Nó giống như là một cái con số phong thủy của nhà hương này vậy. Bạn nào mà có tham khảo trên website của Almond Jay thì biết rằng từ đầu năm nay Almond Jay đã chính thức ngừng sản xuất hai dung tích 50ml và 120ml, thay vào đó là một phiên bản duy nhất 88ml với ngoại hình như trên tay mình cầm đây. Thoạt nhìn thì khi mà mình xem hình trên web thì mình thấy nó hơi xấu mọi người. Cái chai cũ nó đã đơn giản tinh tế rồi mà sao chai mới mình thấy nó hơi xấu mọi người. Nhưng khi pick một chai từ Anh về và cầm nó trên tay thì mình suy nghĩ khác nha. Ủa cũng đẹp á mọi người. Cũng đẹp mọi người ơi. Cái phần nắp á đã có một số cái thay đổi ha. Trước đây thì nó là dạng vát tròn, bây giờ thì nó vuông vức hơn nhiều. Và chai thì nó được vát cạnh hai bên như thế này. Dung tích 88ml nhỏ hơn cũng khiến cho cái chai nước hoa này vừa vặn hơn, cầm nó vừa tay hơn. Và theo mình là đẹp hơn phiên bản cũ nha mọi người. Đẹp hơn phiên bản cũ. Bây giờ thì hãy cùng mình trải nghiệm Ki phiên bản nồng độ tinh dầu đậm đặc Intensivo 88ml mới nhất đến từ Almond Jay. Cái bung xịt của cái chai nước hoa này rất là mịn, phun sương ở một cái diện tích rộng và êm nữa. Khi mà xịt ra cảm giác của mình là rất 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 là thích.
Đầu tiên thì trước đây phiên bản Intensivo này chỉ có dung tích là 50ml mà thôi. Bây giờ thì hãng nó có dung tích là 88ml. Do vậy trước đây Intensivo giá hơi cao, nhưng bây giờ ở phiên bản 88ml mình thấy giá thành dễ chấp nhận hơn một chút nha. Ok, nhưng giá thành không phải là vấn đề đầu tiên, chúng ta hãy cùng trò chuyện về chất lượng mùi hương. So với phiên bản gốc thì như thế nào? Ở phiên bản gốc của Ki này thì chúng ta đã quá quen rồi đúng không? Mùi trà xanh kết hợp với trà yerba mate cùng với nốt hương hoa, ở đây là hoa mộc tê osmanthus cùng với hoa cam orange blossom. Mùi hương này bám tỏa cực kỳ tốt. Khi mà xịt lên da thì mùi hương nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 tiếng đồng hồ. Với cái lớp base nền, càng về sau chúng ta sẽ càng cảm nhận được rõ với nốt hương xạ và rosewood oatmeal. Ki ở phiên bản Parfum 120ml đã là một trong những cái mùi hương mà mình rất là cưng và review rất là nhiều lần trên kênh của mình. Vậy thì phiên bản Intensivo mới nó như thế nào? Mình đã dành khoảng tầm một tuần để mình trải nghiệm cái phiên bản Intensivo 88ml đến từ Almond Jay. Thì lời khen đầu tiên đó chính là độ bám tỏa của cái chai nước hoa này nhỉnh hơn so với phiên bản cũ, Khi mà vừa mới xịt ra ở những cái phiên bản Parfum, chúng ta sẽ thấy là có một chút cái vị the và xanh hơi nồng của cam chanh hơi nhiều. Thì với cái phiên bản Intensivo này vừa mới xịt ra là mình đã ngửi ngay được vị trà rồi. Mùi hương của Intensivo đậm hơn, trà ở đây được pha đậm đà hơn mọi người, cùng với nốt xạ và rosewood oatmeal. Thành phần hoa ở trong cái chai Intensivo này mình không cảm nhận được rõ, giống như là ở bản thường. Ở bản thường thì hoa mộc tê osmanthus, hoa cam và hoa chanh làm cho mình ngửi thấy cái lớp nền của nó rất là bay và unisex và nó hơi nghiêng nữ một tí. Còn với phiên bản Intensivo này, trà được pha đậm hơn, chát hơn, và cái vị của gỗ cùng với trà ở trong đây á, mình ngửi nó rõ hơn. Đây sẽ là một cái mùi trà đậm và hơi cứng nha mọi người nha. Nếu phiên bản thường, nó sẽ có thành phần hoa làm cho mùi hương nó bay bổng hơn, nó lãng mạn hơn, thì với Intensivo, mùi hương nó sẽ chắc tay, dày, đậm, chát, nhiều vị trà hơn. Và đặc biệt nó cũng cứng hơn nữa, mùi hương ngửi nó cứng hơn và phù hợp với nam giới. Ki là một cái mùi trà được hâm mộ bởi cả người chơi nước hoa lâu năm lẫn người dùng nước hoa thông thường yêu mến nốt trà, bởi vì hiệu năng sử dụng của mùi hương này tốt. Intensivo kế thừa rất là thành công cái bản Ki và Phơ thường. Chai nước hoa này có cái độ bám trên quần áo và trên tóc thì thật sự là vô địch ha. Cỡ phải một ngày nếu mà xịt lên quần áo. Khi mà xịt lên da mình trải nghiệm thì mình thấy rằng là mùi hương này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 tới 10 tiếng đồng hồ bám ở trên da mình trong quá trình mình test. Mùi hương này á bám tỏa tốt nhưng mới xịt ra lại rất là êm mũi và không tạo nên cái cảm giác bị nồng gắt. Đây sẽ là một mùi hương phù hợp để sử dụng quanh năm. Tuy nhiên vào mùa đông thì nó sẽ hơi nhạt một tí. Mùa đông thì mình prefer mọi người dùng những cái mùi trà đen khói đậm đặc hơn. Nếu yêu thích mùi trà, những mùi nồng và dày mang hơi hướng ngọt và tối, chai nước hoa này sẽ là một cái mùi hương phù hợp để bạn mang theo mình vào một cái buổi sáng cuối tuần, đi hẹn hò với bạn bè, đi cà phê, đi dạo phố, đi shopping, hoặc mùi hương này dùng để làm signature scent cho môi trường văn phòng công sở cũng sẽ rất được đón nhận từ những người xung quanh. Có thể nói là do mình khá là yêu thích Ki nên những khuyết điểm của cái mùi hương này, đầu tiên là ở giá thành cao, thứ hai là ở ngoại hình không có được thời trang và hiện đại. Hai cái khuyết điểm này đối với mình thì mắt nhắm mắt mở cho nó qua, bởi vì mình quá là thích cái mùi hương này đi. Khi mà được cầm trên tay thì mình thấy rằng đây đúng là một cái bước cải tiến, một cái bước phát triển rất là tốt của cái mùi hương này. Còn bạn thì sao? Bạn đã thử trải nghiệm cái mùi Ki Intensivo, mùi trà xanh ở phiên bản đậm đặc hơn này chưa? Nếu mà bạn tò mò hoặc là muốn mình làm thêm nhiều video về những cái dòng nước hoa mới size 88ml đến từ Almond Jay thì hãy để lại comment ở bên dưới cái video này nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video review Ki Intensivo đến từ Almond Jay của mình. Mình là Kim Dung từ Vita Perfume nước hoa Vita. Hẹn gặp lại mọi người trong những video review nước hoa sau nha.